bây giờ là mình bắt lợn chuông đây, lúc nào chuông qua được thì lúc đó ta không lấy cái cây này nha, với điều kiện là không lấy cái cây này nha, nghe rõ chưa? Ai đi trước? Không vậy nè, nhảy đi trong đi. Đây không lấy được nha. Đứng vậy thôi, đứng vậy thôi. Nếu mà bình thường nó đâu có dễ dàng vậy đâu. Rồi nó rất là bình thường luôn. Nó không thấy được. Thấy được không? Rồi quay nhập đi. Quay nhập đi. Quay nhập. Rồi, bắt đầu luôn. Nghe đây nè. Dưới này. Không, đúng nè. Bỏ cái đúng nè. Bỏ đúng nè. Rồi, đợi chút. Khó à? Được chưa? Chưa, anh không? Rồi, làm chưa? Bỏ lên! 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 Rồi, đi vào! Làm cho rồi! Được rồi! Đi nó đi không có lợi gì cả. Rồi bây giờ là con mình bắt con kia, con mình bắt con bò qua đây nghe, đứa nào là về nhanh nhất đứa nghe không? Thấy được chưa? Thấy được không? Thấy được không? Thấy chưa? Thấy không? Hả? Quay một vòng, quay một vòng đi. Rồi bỏ đi, không chạy chút theo dõi nha, không chạy chút đi chạy chút này.